Nam Cực là vùng đất lạnh giá chứa đầy những bí ẩn, ẩn giấu cả một thế giới bên trong dưới lớp băng vĩnh cửu. Các nhà khoa học nhận định, băng tan ở Tây Nam Cực sẽ giải phóng một lượng lớn nước, có thể nâng mực nước biển trung bình toàn cầu lên khoảng 16 feet, đủ để một số thành phố trên khắp thế giới biến mất hoàn toàn. Theo giả thuyết được đưa ra cách đây hơn một thế kỷ, một nhà khoa học cho rằng áp suất cực lớn do hàng tấn băng tạo ra có thể làm giảm điểm nóng chảy của băng ở các lớp thấp nhất, tạo ra nước lỏng có thể tạo thành hồ. Nếu như có rất nhiều ngọn núi trên lục địa rộng khoảng 9.000 feet, cao hơn 3 tòa nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới xếp chồng lên nhau và chúng đều ẩn dưới lớp băng cao gần 16.000 feet, thì bên dưới lớp tuyết dày được gọi là hồ Vostok. Ban đầu các nhà nghiên cứu cho rằng áp suất cực lớn do hàng tấn băng tạo ra có thể làm giảm điểm nóng chảy của băng ở các lớp thấp nhất. Điều này đã được chứng minh ở thời điểm đó. Nhiều nhà khoa học đã xác nhận rằng lý thuyết này là đúng. Ngoài ra còn có một hẻm núi ở Nam Cực ẩn dưới những khối tuyết khổng lồ. Nó sâu hơn cả Grand Canyon ở Arizona, dãy núi chia lục địa thành hai phần Đông Nam Cực và Tây Nam Cực. Phần phía Tây của lục địa này đang trải qua nhiệt độ cao hơn và băng bắt đầu tan. Nếu Tây Nam Cực tan chảy, nâng mực nước trung bình toàn cầu lên khoảng 16 feet, đủ để một số thành phố trên khắp thế giới biến mất hoàn toàn. Nơi đầu tiên biến thành thế giới nước sẽ là thủ đô Bangkok của Thái Lan, rồi đến Amsterdam ở Hà Lan. Tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Cardiff, Anh và New Orleans ở Mỹ. Nam Cực là vùng đất không thuộc về ai, nó được quản lý bởi hệ thống Hiệp ước Nam Cực, một thỏa thuận nghiên cứu và hợp tác hòa bình được ký kết lần đầu tiên bởi 12 quốc gia. Có khoảng gần 5.000 người sống ở Nam Cực vào mùa hè và khoảng 1.000 người vào mùa đông, nhưng không có ai thường trú ở đó. Các nhà khoa học hiện đang cư trú ở Nam Cực để nghiên cứu những bí ẩn của vùng đất này. Nhằm phục vụ đi nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải ra chỉ đạo nóng yêu cầu triển khai tổ chức vị trí trạm dừng nghỉ đã được bàn giao mặt bằng một phần hoặc vị trí mặt bằng thuận lợi trên dọc tuyến để tận dụng bố trí ngay bãi dừng đỗ xe và công trình vệ sinh tạm, hoàn thành trước ngày 27 tháng 4 năm 2024. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường Cao tốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các ban quản lý dự án rà soát từng vị trí cụ thể, bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, đảm bảo thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến. Các đơn vị quản lý vận hành tuyến cao tốc có trách nhiệm thực hiện tiếp nhận để quản lý, vận hành các vị trí dừng nghỉ tạm, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan và vệ sinh môi trường. Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các ban quản lý dự án thủ tục cần thiết để đấu nối các vị trí dừng nghỉ tạm với đường cao tốc, bổ sung hệ thống an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện ra vào các vị trí dừng nghỉ tạm. Đồng thời có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn phương tiện biết về các vị trí trạm dừng nghỉ, cây xăng trên các tuyến kết nối với đường cao tốc để sử dụng trong thời gian trước mắt. Liên quan đến tình trạng xây dựng homestay lấn chiếm lòng hồ thủy lợi Đồng Nhập, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc, sau rất nhiều các biên bản của Ủy ban nhân dân xã Tam Quan phối hợp với xí nghiệp thủy lợi Làng Hà vận động yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm, thì ngày 12 tháng 4, chủ cơ sở tiếp tục tiến hành dỡ bỏ các hạng mục, trả lại hiện trạng như ban đầu. Thế nhưng theo ghi nhận của nhóm phóng viên, vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Tấm biển homestay với nội dung có nghỉ, phục vụ ăn uống, tổ chức sự kiện, thậm chí cả câu cá giải trí ngay trên hồ thủy lợi Đồng Nhập. Sau 4 tháng ra quyết định xử phạt vi phạm, tấm biển này chính thức bị tháo dỡ. Những công trình như nhà nổi, mái nhà khung thép, guồng quay tạo oxy tại lòng hồ cũng đang được chủ cơ sở này tiến hành dỡ bỏ. Trao đổi với đại diện xí nghiệp thủy lợi Làng Hà thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tam Đảo, đơn vị trực tiếp quản lý khai thác bảo vệ hồ cho biết, về cơ bản, phần vi phạm do xí nghiệp quản lý đã được chủ cơ sở chấp hành sau nhiều tháng yêu cầu, nhắc nhở. Vâng, trong thời gian vừa rồi thì cũng có một cái số hiện tượng vi phạm lấn chiếm của trình thủy lợi, trong đó là có cái hiện tượng lắp cái nhà nổi và cái nhà khung thép ở trong lòng hồ Đồng Nhập. Thì khi phát hiện thì chúng tôi cũng đã phối hợp tích cực với địa phương, cụ thể là Ủy ban nhân xã Tam Quan vận động tuyên truyền, thì đến giờ phút này thì cái việc vi phạm lòng hồ là có một cái nhà nổi đã vận chuyển tháo dỡ ra khỏi lòng hồ và
một cái nhà khung thép thì hôm nay đã tháo dỡ. Được biết, ngoài phần vi phạm công trình trên mặt nước Hồ Thủy Lợi Đồng Nhập, trong biên bản ngày 13 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Tam Quan chỉ rõ hộ này còn xây dựng công trình tại vùng phụ cận của hồ tại thửa đất số 378, tờ bản đồ số 28. Đất bằng chưa sử dụng, chưa được cấp giấy chứng nhận, xây dựng 5 công trình, diện tích mỗi căn dưới 20 m². Cái vị trí đất thì là thuộc thôn Đồng Bùa. Đất thì chưa giao cho tổ chức cá nhân này, vì một phần là thuộc hành lang bảo vệ hồ và hoặc là đất là chưa sử dụng. Thế nhưng ngoài xây dựng 5 công trình trên, qua thực tế có thể thấy nhiều nhà lắp ghép khác và công trình phụ trợ cho việc kinh doanh homestay không được liệt kê trong biên bản, và việc xử lý vi phạm dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Và lập biên bản vận động hộ gia đình thì cho đến nay thì công dân vi phạm thì đã dỡ được một nhà nổi và hiện nay đang tiếp tục dỡ một chòi. Thời gian tới thì và tiếp tục trong thời gian tới này chúng tôi cũng sẽ làm việc trực tiếp với người dân vi phạm để yêu cầu là tháo dỡ, và đến nay công trình các quá trình tháo dỡ thì cũng đang được tháo dỡ rồi. Nhưng tôi cho cái lỗi đầu tiên của cả cán bộ cơ sở, các đồng chí ở sát địa phương, sát dân thì các ông chí phải biết rằng ai làm đúng, ai làm sai. Ai làm đúng và như thế là ai làm sai phải ngăn chặn từ đầu, chứ không phải để cho chuyện là đã rồi. Hồ Thủy Lợi Đồng Nhập, huyện Tam Đảo là hồ thủy lợi quan trọng, cung cấp nước tưới tiêu cho gần 100 hecta diện tích sản xuất đất nông nghiệp của người dân. Trước những sai phạm kéo dài, biện pháp của chính quyền địa phương vẫn chỉ là hình thức nhắc nhở, vận động, yêu cầu tháo dỡ. Chủ hộ chây ỳ không chấp hành khiến cho việc xử lý chậm chạp, các vi phạm vẫn ngày ngày tồn tại, đe dọa công trình hồ thủy lợi. Trong những năm qua thì nhiều hồ đầm chứa nước không chỉ phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của dân cư trong vùng, mà còn tạo nên những vùng sinh thái có cảnh quan đẹp. Và hồ thủy lợi Đồng Nhập không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên những năm gần đây, ngoài công trình mà đã phản ánh thì còn rất nhiều các công trình xây dựng trên đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp xung quanh hồ Đồng Nhập tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng chính quyền địa phương dường như chậm trễ trong việc phát hiện và xử lý các vi phạm xảy ra và để lại nhiều hệ lụy. VTC14 sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.